các cầu thủ đã sẵn sàng. Tiếng còi đã vang lên và hiệp 1 trận chung kết giữa FC Zip Sam Vàng và Zip Sam Xanh chính thức được bắt đầu. Và để tiện cho sự theo dõi của quý vị và các bạn thì sau đây tôi sẽ đọc các cầu thủ sẽ góp mặt. Này thì Huyền Thoại có làm lên điều huyền thoại trong trận đấu ngay không? Tình huống lộn xộn ở hàng phòng ngự của Zip Sam Vàng. Trên mặt sân 9 này thì các cầu thủ sẽ có rất nhiều khoảng trống để có thể phô diễn kỹ thuật của mình. Đây là cơ hội của Zip Sam Xanh. Và bàn thắng mở tỷ số đã tới với các cầu thủ Zip Sam Xanh. Và người ghi bàn không ai khác đó là số 19 Giang Dũ. Bàn thắng đến từ rất sớm và siêu. Quá bất ngờ. Bàn thắng đến từ rất tiền dành cho đội Xanh. Đường chuyền lỗi của Giang Dũ. Bóng xuống đáy biển, đây là cơ hội cho Zip Sam Vàng. 1-0, một tình huống ăn mừng Santo. Liên tục vài khoảng chục vòng rồi. Quá là cảm xúc. Trận chung kết của ai? Cồn rất to, sân cũng rất rộng. Hứa hẹn là một trận cầu với cơn mưa bàn thắng trong một cái thời tiết rất nắng nóng như thế này. Quá hay. Cồn. Một cơ hội mở ra rất rộng. Cú sút ngay. Cú sút vừa rồi là của số 7 Gia Anh. Quyết định sút xa rất táo bạo. Tình huống sâu kim của Bá Đạo là quá dài. Ngay lập tức là thủ môn Hoa Trần bên phía Zip Sam Xanh đã băng lên kịp thời. Đây là tiếp tục là Bá Đạo. Cú sút của Bá Đạo. Suýt chút nữa là đã có bàn thắng cho Zip Sam Vàng rồi. Cú sút bóng đi rất hiểm. Tuy nhiên Hoa Trần đã chơi tập trung trong pha bóng vừa rồi. Ôi, tình huống chuyền bóng hơi nhẹ. Bóng trở lại với các cầu thủ Zip Sam Vàng. Long Du Du. Đây rồi, rất thoáng. Cú sút không vào. Xà ngang đã từ chối bàn thắng của Zip Sam Vàng. Quá đáng tiếc. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 vẫn chưa tới. Chắc hơn là số 7 Gia Anh bên phía Zip Sam Vàng. Một đường truyền rất tốt của Gia Anh. Vẫn đang là các cầu thủ Zip Sam Vàng. Đây rồi. Có sút được không? Tình huống băng lên kịp thời của thủ thành Hoa Trần. Nhưng đây là cơ hội của Zip Sam Xanh. Không thể với bóng được trong tình huống vừa rồi. Cơ hội vừa rồi được sao cho số 89 bên phía Zip Sam Xanh. Quá đáng tiếc. Cơ hội vừa rồi được trao cho Bạch. Vẫn đang là Giang Dũ. Quả người rất hay, vẫn đang là Giang Dũ. Trong vòng vây của ba cái bóng áo vàng thì Giang Dũ ngậm ngùi mất bóng mà thôi. Bên cánh phải Huyền Thoại đang rất thoáng. Đây rồi, cơ hội của Zip Sam Vàng. Được chuyển về sửa lưng nhưng vẫn đang còn cơ hội. Tình huống bắt bước một rất hay của cầu thủ số 68 Hà Cường. Thủ môn bay như chim trong tình huống vừa rồi mới có thể. Bóng vẫn đang còn lăn. Đây là Gia Anh. Vất bóng dài rất tốt. Côi không vào. Tiếp tục là một cơ hội rất ngon ăn nữa dành cho các cầu thủ áo vàng. Và kết quả là bàn thắng thứ hai vẫn chưa tới. Thủ môn của Zip Sam Xanh đang thi đấu rất kỹ rồi. Đứng trước bóng đang là số 33 Triệu Ngọc Long. Bên cánh trái đang có là số 17 Hoàng Khánh. Ngọc Long làm gì đây? Một cú sút thẳng của Ngọc Long. Một tình huống mà bóng chỉ đi cao hơn khung thành của Hoa Trần một chút thôi. Tình huống cơ hội rất ngon ăn của Vinh Vinh. Tình thế một chút thì Vinh hoàn toàn có thể có một tình huống lốp bóng kỹ thuật qua đầu của thủ thành bên phía Zip Sam Vàng.
Cướp bóng tốt, bóng trở lại với các cầu thủ áo vàng, cú sút vào. Và vừa rồi là siêu phẩm dành cho các cầu thủ Diếp Sâm vàng. Một bàn thắng điểm 10, không thể có một điểm nào trễ trong bóng vừa rồi. Và người vừa điền tên mình lên bảng tỷ số đó là số 33 Triệu Ngọc Lòng. Một cú sút cho đội bóng áo xanh. Duy Bắc đang ngắm có lẽ là phút luôn. Cú sút của Duy Bắc. Một cú sút rất quyết đoán với một đường cong rất mỹ miều mà Duy Bắc vừa vẽ ra. Nhưng cú sút của Duy Bắc lại đi trúng vào vị trí của Hoàng Lê. Nhưng trong tình huống vừa rồi thoáng này, hàng rào của Diếp Sâm Vàng không thể chắn được bên phía cánh trái. Cánh phải cũng thoáng nữa. Cú sút của Khắc Hùng. Bóng đi quá cao. Cơ hội đã trôi qua trước mũi giày của số 28 bên phía Diếp Sâm Sảnh. Ba, hay còn gọi với cái tên rất thân thường Alibaba. Bằng vào rất kịp thời. Đây là cơ hội của Diếp Sâm Sảnh. Siêu. Hai đều rồi. Quá bất ngờ. Đó là bàn thắng của Lại Khắc Hùng. Trong một tình huống mà tưởng chừng như không có gì nguy hiểm thì Khắc Hùng như từ dưới đất chui lên. Lọt sâu thẳm, trái rất thoáng, vẫn đang là Long Du Du, chậm mất rồi. Vẫn đang là các cầu thủ áo vàng. Không thể có một đường trả lại cho Long Du Du. Đây là một cú sút vào. Một siêu phẩm của Bá Đạo. Bá Đạo đã có một cú sút rất bá đạo trong tình huống vừa rồi. 3-2. Không thể tin được. Cú sút 10 điểm của Bá Đạo. Lập tức nhận ngay một chiếc thẻ vàng. Dấu ấn đầu tiên của Phương Minh Ngọc sau khi được tung vào sân. Bây giờ thì khoảng cách đã gần hơn rồi. Các cầu thủ áo xanh hoàn toàn có thể nghĩ tới bàn thắng quân mình cách biệt trong tình huống này. Đứng trước bóng đang là Long, chính xác hơn là Giang Du. Bên cạnh đó là số 7 Phi Hùng. Đẩy bóng cho Phi Hùng, cú sút. Không thể chiến thắng được sự xuất sắc của thủ thành Hoàng Lê. Nhưng ngay lập tức là mất bóng Long Du Du. Đây là Duy Bắc. Vẫn đang là Duy Bắc qua người rất khéo. Cơ hội cho Duy Bắc. Suýt chút nữa là đã có bàn thắng khuôn mình cách biệt dành cho cầu thủ áo xanh rồi. Qua người rất lắt léo. Cú sút rất căng. Nhưng đáng tiếc là bóng đã đi sượt khung thành trong găng. Qua được một người rồi nhưng Vinh Vinh lại phải nằm sân. Trận đấu vẫn được tiếp tục. Đức Thịnh rất thoáng. Cú sút của Đức Thịnh không thể vượt qua được cầu thủ phòng ngự bên phía Diếp Sâm Vàng. Thời gian không còn nhiều. Và đội bóng của chủ tịch câu lạc bộ Minh Cường và ban trưởng ban tổ chức Giang Dù đang phải đứng trước nguy cơ ngậm ngùi nhận thất bại. Chiếc cúp được đúc nguyên khối bằng vàng 4 số 9 đã có chủ nhân rồi. Và tiếng còi của trọng tài Tiến Hà Đồng đã vang lên. Trận đấu đã kết thúc và đội bóng xuất sắc giành được chiếc cúp đó là Diếp Sâm Sảnh.